chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia khoác vai ai kia. Thôi em sẽ rồi đừng chấp, em vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu đấy. Thế nhưng liệu rằng lòng anh có đang thấy rung động khi gần em, say là cơ hội sẽ nhớ để người ta chân thật. Em vẫn xíu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Chỉ cần ngày hôm nay hai ta thích.